Công ty Mai bị cháy mua bảo hiểm, số tiền rất lớn. Đến sáng ngày 27 tháng 3, có thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ chi viện chữa cháy tại công ty thương nghiệp hiệp hội Volum Beko. Khoảng 7 giờ 30 ngày 27 tháng 3, xe chữa cháy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại công ty thương nghiệp hiệp hội Volum Beko thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chi viện cho thành phố Cần Thơ chữa cháy. Ghi nhận tại hiện trường có 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ vẫn đang phun nước tại khu vực xảy ra cháy nhằm đề phòng ngọn lửa quay trở lại. Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty Volum Beko hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cần Thơ từ năm 1988 đến nay. Vào đầu năm nay, công ty này đã ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với một công ty bảo hiểm nước ngoài, tổng mức chi phí khoản hợp đồng 1,14 tỷ đồng với số tiền bảo hiểm được bồi thường khoảng 555 tỷ đồng. Thời gian bảo hiểm là 1 năm. Sau vụ cháy, công ty vẫn chưa thống kê được tài sản thiệt hại nhưng ước tính có thể lên đến hàng triệu USD.